Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam tổ chức 3 giải thưởng. Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp, Công trình xây dựng năm 2022 và Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2022. Các giải thưởng là hoạt động thường niên trong khuôn khổ chương trình VNEEP3. Đây đều là các giải thưởng uy tín được Bộ Công Thương và Hội Khoa học Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam phối hợp tổ chức. Thông qua đây, nhiều giải pháp hiệu quả có tính nhân rộng đã được phát hiện, truyền thông rộng rãi nhằm phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua các giải thưởng, doanh nghiệp khẳng định được uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cuộc chạy đua đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng. Các giải thưởng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ toàn quốc giai đoạn 2019-2030, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050. Tại lễ trao giải, giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất có 9 thương hiệu được trao cúp người dẫn đầu với 79 sản phẩm được chứng nhận. 17 công trình thuộc hai hạng mục công trình xây mới và công trình cải tạo được trao giải, giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022. 11 doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn trao giải, giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2022.